Trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống ma túy, thưa quý vị, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy Hải quan Điện Biên và Quảng Trị vừa chủ trì và phối hợp đấu tranh triệt phá thành công 3 vụ, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển hai bánh heroin, 85.200 viên ma túy tổng hợp. Tại Sơn La, thực hiện chuyên án SL923 ngày 1 tháng 12 năm 2023, đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Điện Biên chủ trì phối hợp với Tri Cục Hải quan Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ công an, biên phòng tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng là Lò Thái Việt, sinh năm 1999, trú tại Bản He, xã Triềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La kiểm tra túi da đối tượng việt đeo trên người lực lượng chức năng thu giữ hai bánh heroin được mua từ khu vực biên giới việt lào đang mang đi tiêu thụ thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ Tại Quảng Trị, ngày 1 tháng 12 năm 2023, tại khu vực cầu Khe Xanh, km 65 400, quốc lộ 9, thuộc nhóm 3B, thị trấn Khe Xanh, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị đã phối hợp với đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Quảng Trị và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Quảng Trị bắt giữ hai đối tượng là Trần Hoàng Giang và Trần Anh Tú. Cùng chú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, có hành vi vận chuyển 55.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại khu vực cầu Khe Xanh, km 65-400 quốc lộ 9 thuộc nhóm 3B, thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lê Văn Thuận, trú tại khu phố 3, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có hành vi vận chuyển 30.200 viên ma túy tổng hợp. Hiện các vụ việc, tăng vật và đối tượng liên quan được bàn giao cho phòng PC04, công an các tỉnh Sơn La, Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.